Tin bóng đá trưa ngày 8 tháng 10. Pogba sang Inter Miami làm đồng đội với Messi. Paul Pogba đang đứng trước cơ hội gia nhập Inter Miami cùng với Lionel Messi khi câu lạc bộ thuộc giải MLS của Mỹ bày tỏ quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ này từ Juventus. Pogba, nhà vô địch World Cup 2018, sẽ tiếp tục sự nghiệp vào tháng 3 năm 2015 sau khi lệnh cấm liên quan đến doping của anh được giảm. Một số nhân vật quan trọng tại Juventus đã ám chỉ rằng Pogba không còn nằm trong kế hoạch tương lai của đội bóng. Nếu hợp đồng của anh bị chấm dứt, Pogba sẽ trở thành cầu thủ tự do, mở ra cơ hội cho anh tìm kiếm bến đỗ tại MLS. Theo Gazzetta dello Sport, Pogba có thể theo đuổi giấc mơ thi đấu tại Mỹ giống như Lionel Messi và một số đồng đội cũ của anh tại đội tuyển Pháp như Olivier Giroud và Hugo Lloris. Và điểm đến tiếp theo của Pogba rất có thể chính là Inter Miami. Nếu có thêm sự lựa chọn mang tên Pogba ở hàng tiền vệ, đội bóng của ông chủ David Beckham sẽ chắc chắn được tăng cường sức mạnh đáng kể. Danh tính 8 câu lạc bộ đâm sau lưng Man City. Man City đã giành chiến thắng pháp lý mang tính bước ngoặt trước Premier League sau khi các thẩm phán phán quyết một số quy định về tài trợ của giải đấu là bất hợp pháp. Trong trường hợp của Man City, các quy định này đã khiến cho Premier League từ chối một hợp đồng tài trợ mới mà câu lạc bộ đã sắp xếp với Etihad vào cuối năm 2023, cũng như một thỏa thuận thứ hai với một ngân hàng có trụ sở tại Abu Dhabi. Một hội đồng gồm 3 thẩm phán đã phán quyết rằng Premier League đã sai khi ngăn chặn các hợp đồng này vì các yếu tố quy định của APT vi phạm đạo luật cạnh tranh. Hiện tại, đã xác định rõ 8 trong số 20 câu lạc bộ tại Premier League 2024-2025 đã cung cấp bằng chứng chống lại Man City, bao gồm Arsenal, MU, Wolverhampton, Liverpool, West Ham, Brentford, Bournemouth và Fulham. Trong khi đó, 3 câu lạc bộ đứng về phía Man xanh gồm có Newcastle, Chelsea và Everton. Trận đấu tiếp theo của Man City trước Wolverhampton tại Premier League diễn ra trên sân Molineux vào ngày 20 tháng 10. Nhiều khả năng sẽ tạo ra bầu không khí căng thẳng tại khu vực ban lãnh đạo. Hôm nay chốt tương lai Erik ten Hag. Cuối tuần qua, toàn bộ thành viên cấp cao của ban lãnh đạo Man United đã có mặt tại sân Villa Park, chứng kiến quỷ đỏ chia điểm với đội chủ nhà trong trận đấu không bàn thắng. Sở dĩ toàn bộ ban lãnh đạo MU đều xuất hiện bởi họ sẽ tham dự cuộc họp quan trọng diễn ra tại London trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10. Cuộc họp được chủ trì bởi đồng chủ tịch John Glazer, Sir Jim Ratcliffe và Sir Dave Bransford. Bộ ba giám đốc của MU bao gồm Omar Berada, Jason Wilcox và Dan Ashworth sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tương lai của Erik ten Hag. Sau trận đấu vừa qua, chiến lược gia Ngai Lan đã có cuộc trao đổi ngắn với ban lãnh đạo và nhận thấy không có dấu hiệu của việc bị sa thải. Bởi vậy, huấn luyện viên Erik ten Hag đã tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi ít ngày trong giai đoạn FIFA Day diễn ra. Tuy nhiên, cuộc họp của đội ngũ ban lãnh đạo hôm nay sẽ quyết định tương lai của ông thầy sinh năm 1970. Arsenal xanh mặt với Havertz. Mới đây, Havertz đã rút khỏi đội tuyển Đức cho các trận đấu ở Nations League gặp Bosnia và Hà Lan do có vấn đề ở đầu gối. Điều này khiến cho nhiều người lo ngại về tình trạng thể lực của chân sút 25 tuổi. Dù vậy, theo thông tin từ Daily Mail, chấn thương đầu gối của Havertz không quá nghiêm trọng và điều này sẽ xoa dịu những lo ngại về cựu ngôi sao Leverkusen phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trước mắt, Havertz sẽ ở lại London dưỡng thương và Arsenal sẽ theo dõi sát sao tình hình của tuyển thủ Đức. Sau khi đợt FIFA Day khép lại, pháo thủ sẽ làm khách trên sân của Bournemouth vào ngày 19 tháng 10 và vẫn còn phải chờ xem liệu Havertz có thể ra sân hay không. Kế đến, Arsenal sẽ phải trải qua hai trận đấu vô cùng quan trọng, lần lượt gặp Shakhtar Donetsk tại Champions League và Liverpool ở Premier League. Nếu Havertz không thể ra sân, đó thực sự là tổn thất quá lớn với đoàn quân của Mikel Arteta. Kobbie Mainoo rút khỏi đội tuyển Anh vì chấn thương. Morgan Gibb-White, Ezri Konsa và Kobbie Mainoo đã rút khỏi đội tuyển Anh ở đợt tập trung tháng 10 này vì chấn thương. Thông tin từ phía FA cho biết, ba cầu thủ này đã gặp phải chấn thương ở câu lạc bộ vào cuối tuần qua. Trong khi đó, Harry Kane được ở lại cùng với đội tuyển sau những lo ngại về thể lực của anh. Đội trưởng của Tam Sư phải tập tễnh rời sân ở trận đấu của Bayern Munich cuối tuần qua. Tuy nhiên, đội bóng nước Đức cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy Harry Kane không gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Danh sách của đội tuyển Anh vì thế giảm xuống còn 21 cầu thủ hồi quân tại St. George's Park. Lúc này, huấn luyện viên Lee Casley không có ý gọi bổ sung thêm cầu thủ nào. Chấn thương của Kobbie Mainoo đủ để khiến Man United lo lắng. Tình hình tuyến giữa của MU lúc này rất nghiêm trọng khi Casemiro và Manuel Ugarte đều không thi đấu đạt yêu cầu. Trong những trận đấu gần đây, huấn luyện viên Erik ten Hag dùng Eriksen đã cặp với Mainoo ở tuyến giữa. Cuối tuần qua, Mainoo rời sân ở phút 85 trước Aston Villa để nhường chỗ cho Casemiro. Deschamps thông cảm với Mbappe. Trong bối cảnh Kylian Mbappe vừa bình phục chấn thương đùi, đội trưởng tuyển Pháp đã bị huấn luyện viên Didier Deschamps gạch tên khỏi đợt tập trung tháng 10 của LPL. Việc ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid vắng mặt gây ra phản ứng trái chiều từ phía người mộ. Thậm chí nhiều nguồn tin tại xứ Lục Lăng còn cho rằng nhà cầm quân 56 tuổi tỏ ra không vui khi cậu trò cưng từ chối lên tuyển tập trung.
khiến cho chiến lược gia người Pháp buộc phải lên tiếng đính chính trong buổi họp báo mới đây. Chia sẻ với L'Équipe, Didier Deschamps nói: Kylian Mbappé thu hút nhiều sự chú ý. Lợi ích của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia không phải lúc nào cũng phù hợp, và điều quan trọng nhất cần nhớ là câu lạc bộ chứ không phải Liên đoàn bóng đá Pháp chiêu mộ cậu ấy. Đối với cá nhân tiền đạo người Pháp, việc không lên tuyển ở đợt tập trung lần này có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh. Kylian Mbappé cần thêm thời gian để nghỉ ngơi sau khi bình phục chấn thương đùi. Iniesta xúc động tuyên bố giải nghệ ở tuổi 40. Hôm nay, chia sẻ trước truyền thông, Andres Iniesta đã tuyên bố ra từ sự nghiệp quần đùi áo số, kết thúc 24 năm thi đấu chuyên nghiệp. Tiền vệ 40 tuổi xúc động rời lệ trước khi gửi thông báo tới người mộ. Được biết đến là tiền vệ có nhãn quan chiến thuật đỉnh cao, lối chơi điềm tĩnh và kỹ năng chuyền bóng xuất chúng, Iniesta đã để lại di sản lớn cho bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Anh trở thành niềm cảm hứng của vô số người mộ và cầu thủ trên khắp thế giới. Sự nghiệp lừng lẫy của Iniesta gắn liền với những danh hiệu lớn ở Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Iniesta khép lại sự nghiệp vinh quang với 39 danh hiệu lớn nhỏ, điển hình là một chức vô địch World Cup, 2 Euro, 4 Champions League và 9 La Liga. Anh là ngôi sao duy nhất đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở trận chung kết World Cup, Euro và Champions League. Không chỉ tài năng, Iniesta còn được ca ngợi bởi phẩm chất chuyên nghiệp và cực kỳ khiêm tốn. Anh trở thành biểu tượng của một trong những cầu thủ xuất sắc và đẹp đẽ ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Man City tính chi đậm mua Zubimendi thay Rory. Như đã biết, Man City chịu tổn thất lực lượng rất lớn ở mùa giải này vì mất Rory vào tháng trước. Tuyển thủ Tây Ban Nha dính chấn thương dây chằng chéo trước và sụn chềm nên nghỉ hết chiến dịch 2024-2025. Vì tầm quan trọng của Rory nên The Citizen buộc phải tìm người thay thế. Theo trang Relevo Madrid Tây Ban Nha, trong kế hoạch chiêu mộ người thay Rory, Man City coi Martin Zubimendi là một trong những mục tiêu hàng đầu và tính chi đậm cho tiền vệ người Tây Ban Nha vào tháng 1 năm 2025. Hợp đồng của Zubimendi với Real Sociedad còn thời hạn đến tháng 6 năm 2017, kèm điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu euro. Nguồn tin nói trên khẳng định The Citizen có thể chi khoản tiền này để đón ngôi sao 25 tuổi về Etihad đầu năm tới. Dù muốn có Zubimendi, nhưng Man City không dễ thuyết phục được tuyển thủ Tây Ban Nha đến Premier League. Còn nhớ ở phiên chợ hè năm nay, Liverpool từng đàm phán mua Zubimendi từ Real Sociedad. Chính thức, Liverpool trói chân ra đèo quan xa. Cách đây ít giờ, trang chủ câu lạc bộ Liverpool thông báo Jadon Sancho đã đặt bút ký gia hạn hợp đồng. Hậu vệ Anh gia nhập lò đào tạo của The Kop ở tuổi lên năm. Buổi lễ ký kết diễn ra ở trung tâm đào tạo AXA. Jadon Sancho bắt đầu nổi lên ở mùa giải trước khi được huấn luyện viên Jurgen Klopp trao cơ hội ra sân. Sau mai 21 tuổi thường xuyên xỏ giày ra sân từ băng ghế dự bị. Chia sẻ với LiverpoolFC.com sau khi ký hợp đồng mới, Jadon Sancho cho biết: Tôi không thể hạnh phúc hơn vào lúc này. Huấn luyện viên mới, lối đá mới góp phần thuyết phục tôi tiếp tục gắn bó với Liverpool. Đây là đội bóng tốt nhất thế giới để tôi phát triển sự nghiệp, trở thành một ngôi sao xuất sắc hơn nữa. Giai đoạn 2 mùa giải 2022-2023, quan sát khoác áo câu lạc bộ Bristol Rovers dưới dạng cho mượn. Những năm tháng chui rèn, tích lũy kinh nghiệm đó giúp bảo vệ người Anh có được bước đột phá trên chân vào đội 1 Liverpool. Tháng 8 năm 2023, quan sát ra mắt Liverpool ở chiến thắng trước Newcastle United. Kết thúc mùa giải 2023-2024, quan sát có 33 lần ra sân, giành chức vô địch Carabao Cup.